Cô chú anh chị có thể tỉa tùy theo ý thích của mình. Mình có thể tỉa cho ảnh gọn lại, hoặc là cô chú anh chị cắt cái đọt ở trên cho ảnh lùng xuống tùy theo mình thích. Chơi kiểu một cốt thẳng cao, hoặc là kiểu bonsai Nhật lùng lùng, cái nào tùy theo sở thích đó cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào thích hai cây bông chan tàu thái lai, một cây thì lan màu vàng lúc màu vàng cam như vậy, hoặc là một cây màu hai màu, màu đỏ với màu vàng trên cùng một cái bông như vậy đó, thì alo đặt hàng cho shop em nha. Thì số Zalo thường trực với lại số hotline của shop em là 0911 643 600. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video này của em. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhớ like video. Ai lần đầu tiên xem kênh YouTube của em á, thì đăng ký kênh ủng hộ em với, đăng ký kênh ủng hộ để khích lệ tinh thần, để là động lực để em ra thêm nhiều video giới thiệu những loại bông trang đẹp cho cô chú anh chị xem tham khảo. Nếu yêu thích thì mua ủng hộ em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin kính chào ạ.